những đêm vắng mình em mà thôi. Ai nào đâu biết chẳng em buồn, niềm hạnh phúc về ngày tươi sáng có bên đời em chăng. Vẫn mong chờ dù là phút giây, đêm ngày qua giấc mơ bình yên. Mãi mong một tình yêu rồi sẽ tìm thấy mình trong ước mơ nhỏ nhoi. Có bao giờ bình minh với em khi ngày qua trời không buông nắng, niềm hạnh phúc xa vời vẫn âm thầm tìm trong những giấc mơ đêm về. Tình yêu sẽ mãi luôn cho em. Quán Mì Tuấn Anh. Xin chào Tuấn Anh đã cùng đến với chương trình Leo and You. Và ngày hôm nay thì mở màn á, Quang Mi hát một cái bài rất là lãng mạn. Và tụi muốn bây giờ chúng ta sẽ thổi bùng lên cái niềm vui bằng cách một tràng pháo tay thật là lớn hơn nữa, được không ạ? Wow. Bạn có muốn nói điều gì với khán giả của chúng tôi ngày hôm nay không? Chắc có lẽ lần đầu tiên thì Quang Mi xin được gửi lời chào đặc biệt đến MC Thanh Tùng, là anh Tùng Leo. Và sau đó là tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ở đây, cùng với lại tất cả những quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Leo and You. Ca sĩ Quang Bi Tuấn Anh của chúng ta không chỉ là một người hát rất là hay, mà anh ta còn rất là nhiều những công việc khác ngoài việc hát nè, rồi có đóng phim nữa, đúng không? Rồi có làm người mẫu ảnh, rất là nhiều công việc khác nhau trong một ngày. Và những công việc đó sẽ khiến cho một người nghệ sĩ trẻ như Quang Bi đôi khi cảm thấy là cuộc sống của mình rất là nghẹt thở với công việc, đúng không? Ngày hôm nay vì là sự sảng khoái cho nên là Leo có ý định biến chương trình này thành một đoạn nghỉ ngơi của Quang Bi. Quang Bi có đồng ý không? Ok, rất là sẵn sàng. Và bây giờ thì bạn hãy thật là thoải mái và hãy cùng tưởng tượng với chương trình là bạn đang có một ngày không vội vã, không đi hát, không làm việc, không gặp gỡ một ai hết. Và tôi sẽ là một người bạn đường dẫn bạn đi đến một nơi rất xa. Quang Bi hãy tưởng tượng rằng Quang Bi đang đi một mình thôi. Đi một mình đến một nơi vô định, không có ai hết. Và với một ngày không vội vã, Quang Bi sẽ không cần phải nghĩ tới ngày hôm nay mình sẽ mặc trang phục gì cho lấp lánh trên sân khấu, hay phải nói câu gì để đẹp lòng khán giả, sẽ diễn bài hát gì và sẽ chảy bao nhiêu mồ hôi trên sân khấu. Hãy đơn giản nghĩ rằng đây là một đoạn mà lâu lắm và có thể sẽ không bao giờ có. Chỉ có một mình có, một mình Quang Bi mà thôi. Những cánh đồng bát ngát, nơi không có một ai, chỉ có một mình với sự sảng khoái. Tuy là hơi cô độc nhưng mà có lẽ sẽ rất đặc biệt. Vì thân mến, có lẽ điểm dừng chân của bạn vào lúc này đó chính là một bầu trời đầy sao. Và hãy tưởng tượng rằng là chúng ta đang ngồi ở một không gian với những bầu trời, với một bầu trời đầy sao như thế này. Một ngôi sao xuất hiện, một ngôi sao như thế sẽ cùng trò chuyện với Quang Bi. Vậy thì giờ bạn hãy tưởng tượng đi, bạn đang ngồi một mình nhé, và đang trò chuyện với một ngôi sao. Lúc đó thì ngôi sao nói với bạn rằng là hãy hát bài hát gì mà bạn yêu thích nhất. Đó có thể không phải là một bài hát mà Quang Bi hay hát trên sân khấu, một bài hát đơn thuần là một bài hát của Quang Bi, của trái tim Quang Bi. Và nhất là khi mà Quang Bi đang cảm thấy mình rất là cô độc, thì bạn sẽ hát bài gì? Đó là bài Dọc Sương của chị Mỹ Tâm. Một ngày mới nắng lên xanh màu, là hạnh phúc cũng sẽ tàn màu. Dù vẫn biết tôi đành phải xa người, một niềm vui mới đến. Bạn sẽ hát một đoạn ngắn như vậy thôi đó. Đoạn ngắn như vậy thôi. Và ngôi sao sẽ nói với bạn rằng hãy nhìn lên bầu trời đi. Nếu như mỗi một ngôi sao là một khán giả, thì bạn sẽ nhận được một tràng pháo tay từ những vì sao. Ngôi sao này có nhắc đến một cái khoảng thời gian mà Quang Bi Tuấn Anh bị bệnh và bạn phải chữa bệnh. Và lúc đó thì bạn có nghĩ rằng là mình không chữa được bệnh không? Thật ra thì khi mà đối với lại tất cả mọi người thôi, Quang Bi nghĩ là cái điều quan trọng nhất
cũng là sức khỏe. Thì khi mà mình biết sức khỏe của mình có những cái tín hiệu không tốt thì nói chung là mình rất là lo lắng. Và cái nỗi lo lắng đó nó càng gấp nhiều lần hơn khi mà mình thấy được cái sự lo lắng của mọi người xung quanh, những người thân của mình. Nên là One B cũng tự nói với bản thân của mình là phải lạc quan hơn và phải cố gắng vượt qua. Cái gì đến thì sẽ đến, nhưng mà mình cứ sống vui vẻ và lạc quan. Và nói chung là cái cuộc sống của mình, những cái ngày mà mình sống nó thật là ý nghĩa, luôn luôn có những cái người thân thương của mình bên cạnh, thì cái điều đó là hạnh phúc nhất rồi. Và hình như là tôi thấy không có được một cái sự bi quan nào có thể làm gục ngã được anh chàng này hết. Tôi đã cố tình gài vào những câu hỏi để khiến cho anh ta phải nói về những điều buồn, nhưng mà cuối cùng anh ta vẫn nói rằng là anh ta vẫn chọn cách lạc quan để sống tiếp những ngày tiếp theo của mình, cho dù có chuyện gì xảy ra. Thôi thì chịu thua bằng một tràng pháo tay vậy. Câu hỏi tiếp theo mà tôi dành cho bạn đó là, bạn có nghĩ rằng là thật ra là họ ở bên cạnh bạn như thế nhưng mà họ khó chịu vì bạn lắm không? Thật ra thì One Bee nghĩ là bạn bè và những cái mối quan hệ của mình với tất cả mọi người xung quanh đi nữa, lúc thì cũng có phải phải có lúc vui và lúc thì cũng phải buồn. Và dĩ nhiên là không thể nào mà ai cũng có thể làm hài lòng hết tất cả mọi người được. Nên chắc chắn là cũng trong lòng mỗi người cũng phải có một chút khó chịu gì đối với mình thôi. Khỏi phải rào trước đó sao có gì hết. Bởi vì ngay bây giờ chúng tôi sẽ đưa bạn đến với một đoạn video clip rất là bất ngờ, là bởi vì chương trình đã ghi hình được những người bạn của One Bee. Điều đặc biệt là họ sẵn sàng nói xấu One Bee. Tuấn Anh, xin mời mọi người. Điều mà khiến mà anh mà bực One Bee nhất á là cái tật lề mề trễ giờ. Coi như là một đám hẹn đi chơi, có một lần một đám hẹn đi chơi Vũng Tàu hẹn 7 giờ mà 8 giờ Bee còn ngủ trên giường, rút cục 10 giờ mới bắt đầu đi, bốc khói luôn. Rất là hay cãi chày cãi cối. Chỉ thích nghe những lời khen thưởng tán dương và tuyệt đối không thích nghe những lời mà người khác chê bai về mình. Cãi nhau với Bee rất là tức. Cũng có những cái trục trặc hiểu lầm nhau, giận hờn rồi hiểu lầm thì rất nhiều. Khi mà bản thân mình cảm thấy là mình hiểu và suy nghĩ cho Bee nhiều hơn là Bee suy nghĩ lại cho mình thì mình cảm thấy là quan hệ nó hơi mất thăng bằng. Những lúc như vậy thì có hơi buồn. Thì mong bây giờ Bee phải cố gắng hơn nữa, phải siêng năng, phải vận động và phải quyết tâm nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa cho công việc của mình. Anh rất là muốn có một lúc nào đó mà em cũng sẽ hiểu được những người xung quanh em, cũng giống như là những người xung quanh em đã luôn hiểu về em. Mai mốt có gì á, em ráng tới sớm đúng giờ, tại vì Huy nhúc hẹn nhau đi ăn tới trễ nói bụng chuyện. Tôi nghĩ là không biết là bạn có bất ngờ không, chứ tôi nghe những người bạn của bạn nói tôi bất ngờ lắm. Bởi vì One Bee Tuấn Anh của chúng ta là một người dễ thương như thế này ở trên sân khấu, nhưng thật ra là một người đầu tiên là hay trễ giờ, đúng không ạ? Thứ hai là lười biếng, thứ ba là vô tâm, không có chú ý tới bạn bè, mà còn nhiều thứ khác nữa. Còn có điều đặc biệt là có một người bạn nữ nói là One Bee chỉ thích nghe những lời mà êm tai thôi, thể mà nói mà chói tai một cái là khó chịu vô cùng. Nói chung là One Bee cũng bất ngờ là hôm nay chương trình có chuẩn bị clip của những người bạn thân của One Bee để mà cho phát lên chương trình. Và những cái điều này thì One Bee không được biết trước là những là bạn bè One Bee sẽ nói gì về One Bee, nhưng mà những cái điều mà các bạn nói á, những người bạn thân One Bee nói á, thì chắc có lẽ là ở ngoài đời cũng nói hoài là có gì là không có gì lạ hết phải không ạ? Có nghĩa là suốt ngày bị chơi quá thân với nhau rồi, nên đây là One Bee nghĩ là những người bạn của One Bee á, không có, thường là One Bee chơi với bạn bè thì cái quan hệ nó rất là vui, có nghĩa là gặp nhau rất là thường xuyên và không có phải là chơi với nhau mà giữ kẻ hay là ngoài mặt là như thế này nhưng mà trong lòng như thế nọ, không có đâu. Mà One Bee cùng với những người bạn One Bee là có cái gì là nói ra hết rồi. Rồi bây giờ như vậy thì cùng với khán giả bây giờ bạn xác nhận đi, bạn bè của bạn toàn nói sự thật về bạn thôi đúng không? Thì chắc chắn là thật rồi, chứ nếu không là cũng đâu có dám mà quay hình để mà lên TV như vậy. Thế là bạn công nhận tất cả những cái lỗi đó, những cái tật xấu đó là bạn có hết đúng không? Có, mà ở đây thì cũng chưa nói hết đâu, còn nhiều hơn. Còn nữa hả? Đó là cho dù có khuyết điểm thì vẫn là One Bee Tuấn Anh hát rất là hay của chúng ta, đúng không ạ? Và bây giờ sẽ là ngôi sao tiếp theo. Ngôi sao này sẽ mang đến một bức ảnh mà bạn vừa thấy đó, một bức ảnh gia đình. Tôi nghĩ là khi mà bạn ngồi một mình sau khi nghĩ về những người bạn thân thiết của mình xong thì có lẽ những gì liên quan đến chúng ta, gần gũi nhất với chúng ta sẽ hiện ra, đó chính là gia đình của mình. Và khi nghĩ đến gia đình của mình thì điều One Bee muốn nói bây giờ là gì? One Bee không biết là nói với gia đình mình điều gì đi nữa, tại vì không biết là lớn hơn cái lời cảm ơn thì nó còn là điều gì nữa. Tại vì thật sự tất cả những điều mà One Bee muốn nói là cái tình cảm của One Bee ở trong tim và trong tận đáy lòng của mình dành cho gia đình của mình.
thì chắc có lẽ là những cái điều này không cần phải nói ra đâu. Thì Quân Bi nghĩ là người thân trong gia đình của Quân Bi cũng sẽ hiểu là Quân Bi rất là thương gia đình của mình, rất là yêu quý những người thân của mình. Và nói chung là Quân Bi đã may mắn có được một cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ và trọn vẹn từ gia đình. Thì người Quân Bi muốn cảm ơn nhiều nhất á, là mẹ và ba Quân Bi, là hai người đã sinh thành ra Quân Bi, đã nuôi dưỡng và dạy dỗ Quân Bi trưởng thành để Quân Bi có được ngày hôm nay, cho Quân Bi được một cái mái ấm đầy đủ. Và sau đó là tất cả những người thân thương trong gia đình. Cái điều quý giá nhất của mỗi người Quân Bi nghĩ đó cũng là gia đình của mình. Và cho dù đi đến bất cứ nơi đâu hay là làm bất cứ việc gì thì sau cùng thì mình cũng muốn quay trở về với gia đình của mình. Quý vị khán giả truyền hình thân mến, có lẽ quý vị cũng thấy là chương trình Leo and You ở số này có một điều rất là đặc biệt. Đó là ngay vào đoạn đầu của chương trình thì hình như là chúng tôi có gài nhân vật của mình vào những câu hỏi rất là khó và có vẻ hơi buồn một chút. Điều này sẽ được lý giải rằng là chúng tôi muốn Quang Bi thể hiện với khán giả một hình ảnh chân thật nhất về bạn. Ai cũng biết ca sĩ Quang Bi trên sân khấu như thế nào, nhưng rất là ít người biết được những tâm tư tình cảm của bạn, những điều bạn hay suy nghĩ nhất và những điều đang trải qua trong cuộc sống của bạn. Và hy vọng là ở đoạn đầu chương trình này chúng tôi đã giúp cho khán giả truyền hình thấy được Quang Bi của chúng ta như thế nào. Nhưng đây không phải là nỗi buồn đâu. Hy vọng là cùng với những chia sẻ của Quang Bi thì chúng ta sẽ thấy được rằng là chúng ta đã thổi bùng lên trong người mình được tình yêu dành cho Quang Bi nhiều hơn. Và bây giờ sẽ là đoạn sảng khoái hơn bằng một tràng pháo tay của khán giả. Bạn nói là lúc nào xung quanh bạn cũng có những người bạn hết đúng không? Ngày hôm nay cũng toàn là những người bạn thôi. Leo nè với khán giả. Và để quay lại với những phần vui hơn của chương trình, những phần rất quen thuộc của Leo and You thì bạn có sẵn sàng chưa? Ok. Sẵn sàng phải không ạ? Để sẵn sàng đến với những niềm vui. Và trước khi mà muốn đến với những niềm vui á, Tùng hỏi khán giả nè, chúng ta muốn đến với niềm vui thì chúng ta cũng phải vượt qua thử thách, đúng không? Phải có thử thách thì mới vui được. Chứ mà không có thử thách thì đâu có vui. Cho nên bây giờ sẽ là phòng quay thử thách dành cho Quang Bi. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một phần khá là quen thuộc của chương trình Leo and You, đó chính là vòng quay thử thách. Như quý vị và các bạn cũng đã quen thuộc với trang web www.sangkhoaithaga.com.vn, nơi đó chúng ta có thể nhìn thấy rất là nhiều tài lẻ của nhiều bạn khán giả khác nhau. Và trong chương trình này thì nhân vật của chúng ta cũng sẽ thể hiện tài lẻ của mình thông qua những vòng xoay. Tương ứng với mỗi con số ở trên vòng xoay này thì chương trình đã chuẩn bị sẵn một số thử thách dành cho nhân vật, và nhân vật sẽ thể hiện thử thách đó, đồng thời cũng sẽ nhận được quà của chương trình. Quang Bi thân mến, bạn sẽ có hai lượt quay. Bây giờ bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng phải không? Xin mời bạn quay. Chúng ta vỗ tay cho lượt quay đầu tiên của Quang Bi. Như vậy thì tương ứng với số 1, chúng ta sẽ cùng đến với thử thách của chương trình dành cho Quang Bi. Đó là bạn hãy thực hiện một tài vật mà bạn có. Vậy thì những cái tài lẻ mà nói chung là ít người bắt chước được, có đúng thể không? Ít người làm được. Các bạn hãy làm giống Quang Bi. Anh Bi hỏi coi là ở đây không biết có ai làm được giống anh Bi không? Rồi, làm thì làm vô. Chuyện gì tôi làm được. Chắc ha? Ok, chắc anh Tùng ha? Ok, vậy thì bây giờ mọi người có thể làm gì không? Nè, dễ lắm. Rất là dễ. Nè, thì làm gì nè? Nè. Ở bên kia. Kỳ quá. Cái trò gì mà... Rồi, được, như một món quà rồi đó. Còn trò thứ hai. Còn một trò thứ hai nữa hả? Ok. Vậy bây giờ mọi người... Không biết là mọi người có làm tay gì được không? Rồi, dễ không? Cái này dễ đúng không? Quá dễ luôn. Không, anh ngược rồi. Ấy lại bên này, đó. Ừ. Đó đúng không? Rồi. Đó. Đúng rồi, anh làm gì đúng rồi. À. Rồi. Thôi đừng có xạo làm gì nữa. Xạo nữa sao? Này là lừa. Cái này là cho lừa. Một chiêu thôi. Lừa. Như vậy là chúng ta được hai cái tài lẻ rất là dễ thương của Quang Bi. Thôi thì bây giờ sẽ tặng quà cho bạn giống như hồi okay. Nãy mới nói. Đáng lẽ phần này có một phần quà thôi nhưng mà đã hứa rồi. Hai phần đúng không? Phần đầu tiên đó là một phần quà đến từ Giang TV. Xin mời. Đây là phần quà một dành cho bạn. Ha. Ok. Phần quà thứ hai nữa phải không? Đến từ Leo và những người bạn. Đó là một tràng vỗ tay dành cho Quang Bi. Lừa hả? Cũng lừa lại. Hơi hụt hẫng. Nhưng mà vẫn còn một món quà nữa đó. Ok. Bây giờ nếu mà em quay nữa thì biết đâu đó chuẩn bị tới 6 món rồi mà. 6 món hả? Ừ. Nhưng mà được 2 lần quay thôi. Số 1 nữa thì làm sao? Thì phải quay lại. Rồi nè. Tương ứng với số 2, chúng ta sẽ cùng đến với một thử thách nữa. Đó là Quang Bi sẽ phải sáng tác ngẫu hứng một bài hát ngay tại đây. Chúng ta vỗ tay để Quang Bi thêm sảng khoái.
và chuẩn bị cho một bài hát mới, biết đâu tự nhiên có thêm bài nữa cho chương trình Leo and You. Nhưng mà vui vui được không? Đoạn ngắn thôi. Dạ, vậy cho anh cho nhạc đi Leo đúng không? Ok. Trời mưa, anh Leo đi ngoài phố, nhưng thiếu cái ôm nên anh về nhà tắm băng số. Không ngờ là chỉ trong vòng tích tắc mà Wanbi có thể nghĩ ra được một cái bài hát lạ thường như vậy. Nó phải có vần, tại vì Leo nên này đi ngoài nó phố không có ô, về tắm với cái xô. Nhưng mà cái vụ cái show này hơi ngộ. Chúng ta dù sao cũng thấy là đây là một phần rất là đặc biệt mà Wanbi đã thể hiện được tài lẻ của mình ngay tại sân khấu đúng không ạ? Một tràng pháo tay thật mãnh liệt lên ạ. Cảm ơn bạn, và bây giờ món quà tương ứng với thử thách vừa rồi đó chính là một phần quà đến từ nhà tài trợ Congrats Max Fresh dành cho bạn. Xin cảm ơn rất là nhiều. Rất là dễ thương. Bạn thấy sao? Cứ mỗi lần mà bạn làm thử thách là có quà. Đúng dễ không? Dễ vậy hả? Ừ, dễ lắm. Cho em quay 6 cái. Không có được, đúng luật là có 2 lần thôi. Okay. Nhưng mà cái chương trình lần này có một điều đặc biệt, đó là sẽ thêm một lần quay vòng quay thử thách nữa. Nhưng mà lần này lại không dành cho Wanbi mà là dành cho một người khác. Người đó là ai? Ai sẽ là người được vòng quay vòng thử thách này? Xin quý vị đừng chuyển kênh để cùng đến với nhân vật đặc biệt ngay sau đây nha. Không giận để buồn thôi. Để buồn thôi. Thì cũng đã quen.